Kính sư, con có câu hỏi mong sư từ bi giảng giải để con có thêm sự hiểu biết. Câu hỏi của con là: trong cuộc sống hàng ngày, con thường xuyên gặp những việc sai trái do những người xung quanh làm. Nhiều lúc con muốn can thiệp vào nhưng lại sợ như thế sẽ làm tâm sân của mình nổi lên. Nhưng nếu không can thiệp vào thì việc sai trái kia sẽ làm hại đến một người khác. Con sẽ có tội là biết mà không giúp. Như vậy trong trường hợp này con nên làm như thế nào? Có những việc đó, thưa quý vị, chúng ta phải sử dụng trí tuệ để chúng ta phân tích. Có đôi khi cái nghiệp và quả của nghiệp của người khác, mình biết cái gì mà mình can thiệp vào. Bản thân sư sư đã trải qua một vài lần. Quý vị biết cái câu là làm ơn mắc oán, tức là mình thấy người ta tội, mình thấy người ta thương, mình giúp người ta, nhưng người ta không có biết ơn, người ta không có cần. Nó dẫn đến cái chuyện cái người mà mình cản ấy, người mình cản thì họ làm sai đó, mình cản họ thù mình đã đành rồi. Còn cái người mà mình được mình giúp á, họ cũng không cảm ơn tại họ đâu có cần. Thành ra nó dẫn đến cái chuyện là khi mà mình đã đi và mình cộng nghiệp cái oan trái với người ta thì có khi là giống như cái bông bông tuyết mà nó lăn quả cầu tuyết, nó lăn thì càng lúc nó càng lớn, và mình lại tự nhiên mình cộng nghiệp với người ta nào. Nhưng sư nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thấy người ta khổ mình không giúp. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Mình phải suy nghĩ, dùng cái trí tuệ của mình giúp người ta như thế nào để giải quyết được vấn đề, chứ không phải là mình cứ ban vô mình làm. Như nãy quý vị hỏi, khi mà mình nói chuyện mình giúp thì mình phải làm sao để cho tâm mình nó không có nổi sân. Tôi chia sẻ một vài vấn đề như thế này: bất kỳ việc gì chúng ta làm nó đều sẽ đem lại một cái quả báo, mặc dù có khi á, cái mục đích của mình á, nó là tử tế. Cách đây không lâu, khi mà ngài chánh thân nhé, ngài cần in cái bộ Tam Tạng chú giải, xin lỗi bộ Tam Tạng in trở lại, cần phải dịch lại Tam Tạng, tại vì những bản dịch cũ á, sau này thì nó có một vài vấn đề cần phải dịch lại để nó rõ nghĩa hơn. Thì khi mà lên cái công trình như vậy, đương nhiên là có một cái vấn đề là cần phải có cái người đứng ra để nhận lãnh cái tài chánh để người ta đóng góp vào, thì cần một cái tài khoản ngân hàng. Nhưng vấn đề ở đây, cho tới hiện tại bây giờ, những người mà họ chịu mở tài khoản, bao nhiêu con người họ dám công khai trích xuất cái tài khoản của họ, tức là trong cái tài khoản bao nhiêu thu và bao nhiêu chi ra, họ bao nhiêu người dám công khai. Chính vì như vậy quý vị thấy những cái vụ lùm xùm ở đây nè, làm từ thiện mà không có minh bạch đấy, toàn bộ là bởi vì như vậy. Nếu như á, mà cái tài khoản của anh ấy mà anh trích xuất, anh sẵn sàng anh công khai là các giao dịch, toàn bộ giao dịch, hai giao dịch nào vào, giao dịch nào ra là biết hết, thì không đảm bảo minh bạch. Nhưng mà bây giờ thì chính bởi vì người ta không minh bạch nổi, thành thử là mới có nhiều cái vụ lùm xùm về cái việc từ thiện như vậy. Thành ra ngài chánh thân ngài cũng gặp cái vấn đề như vậy. Bây giờ nhờ ai? Thì sư mới nói là thôi để con giúp. Sư chỉ làm một việc thôi, đi ra ngân hàng mở một tài khoản riêng. Nó không có khó. Mở một tài khoản riêng không khó. Một tháng thì nếu mà tài khoản mình ở cái mức mà tiền ở trong tài khoản ở cái mức nhất định thì nó đâu có tốn tiền đâu. Mở một tài khoản riêng ở ngân hàng nó không khó. Tại sao sư phải mở tài khoản riêng? Là bởi vì nó sẽ không dính vào tài khoản cá nhân của sư. Tại thí dụ như người ta cúng dường mà sư, người ta sẽ chuyển khoản vào tài khoản của sư. Nhưng mà nếu như mà sư để nó nhập nhằng,
một cái tài khoản thì ai biết cái này người ta cúng dường cho mình, cái này là người ta để cho công trình in ấn tống Tam Tạng, tự nhiên nó sẽ có nhập nhằng. Rồi tới hồi mà sư cần tổng kết, bắt đầu phải ngồi phân tích ra cái nào của mình, cái nào không phải của mình. Trong khi đó mở một tài khoản riêng nó rất là thoải mái. Cần truy xuất tổng số tài sản ở trong đây là bao nhiêu đây? Đây, các cái giao dịch vào ra ở đây, và sư là người chỉ là người đứng tên thế. Và sư là người chịu trách nhiệm pháp lý với cái số tài sản đó. Nói chung là mình minh bạch, mình không sợ gì hết. Thì thành ra như vậy đó, mọi người cũng muốn gửi tiền vào như thế nào gửi, mình không sao hết trơn. Xin lấy làm lạ là tại sao bây giờ khi người ta kêu gọi lập từ thiện không ai làm chuyện đó. Có vấn đề gì ở đây, có khuất tất gì ở đây hay không thì không biết, nhưng mà cái cách sư làm là như vậy. Thì một thời gian thì nhiều người họ gửi vào thì ok, tại vì tiền nó không phải của mình, và mình cũng chỉ đơn giản là ngân hàng nó quản lý giùm, khi nào cần thì sư thông báo với ngài chánh thân là tổng kết số bao nhiêu đây, với bao nhiêu đó vào ra, với như vậy thôi. Vậy mà thì nó vậy mà có người á toàn hót để dẫn đến cái chuyện là sư phải đứng trước sự lựa chọn. Nếu sư muốn tiếp tục ở lại ngôi chùa Nam Tông thì sư phải dẹp ngay cái tài khoản này. Còn nếu như mà sư vẫn tiếp tục sư giữ cái tài khoản này, sư giúp ngài chánh thân thì sư cuốn gói ra khỏi chùa. Tin nổi không? Nó có nhiều nguyên nhân ở trong đó. Nhưng mà khi mà sư gặp cái trường hợp đó đó, sư nghĩ lại coi là quá khứ mình đã làm cái nghiệp gì tương ứng. Cái đó là cái cách suy nghĩ thường gặp của sư. Quá khứ mình đã làm cái nghiệp gì tương ứng với cái việc mình phải đang đang phải đối mặt như thế này. À thì sư nghĩ là gần gần nhất là có một chuyện. Đó là có một người mạo danh mượn danh chùa Nam Tông kêu gọi xây chùa, và sư là người sư đứng ra sư vạch mặt. Anh đi anh kêu gọi người này, anh kêu gọi người kia, kêu gọi luôn cả những Phật tử của chùa Nam Tông, và anh kêu gọi cả những người tôi không quen biết, nhưng mà với danh nghĩa chùa Nam Tông để anh đi xây chùa. Nhưng thực tế không có một ngôi chùa nào ở đó hết, xây đâu ở tận miền Bắc đó mà không có một ngôi chùa nào hết, thực tế không phải như vậy. Anh kêu gọi vì mục đích gì? Anh đang lừa đảo người ta. Sư là người đứng ra sư vạch trần và sư chỉ rõ, và con người đó đó phải đi đến quyết định đó, là phải đi ra khỏi chùa Nam Tông. Thì mặc dù cái mục đích của sư là chính đáng, nhưng mà như sư nói, tất cả các hành động đều tạo ra nghiệp. Và sư không sư nghĩ thôi, có khả năng cái việc đó nó trổ quả vào cái thời điểm này thì thôi, nghiệp và quả của nghiệp ở đây chỉ có nghiệp chứ không có ai có lỗi. Và sư nói chuyện với ngài chánh thân, và ngài chánh thân nói là thôi bây giờ nếu mà sư không giúp được thì để nhờ Phật tử khác. Và khi họ mở một cái tài khoản khác, và sư chuyển hết cái tiền đó qua cho họ, và họ quản lý, sư không còn quản lý cái quỹ Tam Tạng kinh của ngài chánh thân đấy. Sư chia sẻ cái việc này để sư nhắc quý vị đó, ngay cả cái việc mà mình cho là đúng đắn, mình cho là đúng đắn nó cũng sẽ cho ra quả, nhưng mà khi cái quả đó nó trổ á, mình có chắc mình chịu được cái quả này hay không. Mà sư nghĩ là nếu với cái quả tương ứng như vậy thì nó cũng nhẹ thôi, nó cũng nhẹ, nó không có, thì quý vị phải suy nghĩ kỹ. Và cái vấn đề ở đây đó là gì? Khi mà sư đứng ra sư chỉ rõ cái sai phạm của cái trước thì sư có cái tâm sân ở trong đó. Bởi vì nói thì nó rất là khó mà mình chỉ ra một kẻ lừa gạt mà mình không có tâm sân, mình chỉ ra một người phạm tội mà không có tâm sân, nó rất là khó. Mặc dù sư đã rất nỗ lực, sư đã rất cố gắng, nhưng mà mình vẫn có tâm sân kèn vào trong đó khi mà mình làm cái việc đó. Thì chính vì tại sao quý vị nói là tại sao sư làm thiện mà vẫn phải chịu quả báo? Tại vì khi mình làm thiện mà bằng cái tâm sân, mình làm chuyện đúng mà làm chuyện đúng bằng cái tâm sân, thì chính cái tâm sân đó nó sẽ đưa tới quả báo mà mình không mong muốn.
đấy, cho nên phải cẩn thận vô cùng. Các cái việc còn lại sau này có một vài cái việc nữa, thì sư cảm thấy rằng đấy, nếu như mà mình có thể can thiệp bằng cái tâm không có sân á thì hẳn làm, còn nếu như mình can thiệp mà can thiệp bằng cái tâm sân á thì phải suy nghĩ kỹ, suy nghĩ cho thiệt kỹ ha, suy nghĩ cho thiệt kỹ. Tại vì tất cả chúng sanh ấy, như sư nói ở đây, không có người có lỗi mà chỉ có nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Có đôi khi mình nhìn thì mình thấy họ oan, họ ức, mình thấy họ tiếc quá, như là buổi hôm chủ nhật vừa rồi sư giảng cái kinh Pháp Cú, cứ nghĩ tộc Thích Ca là oan, quá oan chứ gì nữa. Một cái dòng tộc mà thánh rất là nhiều, một dòng tộc mà sẵn sàng chết chứ không sát sanh, sẵn sàng chết chứ không nói dối, mà họ bị diệt tộc thì rất là oan chứ. Nhưng mà nếu so với cái nghiệp quá khứ của họ thì không có oan chút nào hết. Thành ra đó, có đôi khi cái mỗi một chúng sanh có nghiệp của mình và họ phải chịu nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như chúng ta can thiệp thì nên can thiệp bằng cái tâm không có sân. Còn nếu như chúng ta can thiệp bằng tâm có sân là coi chừng nha, coi chừng là mình sẽ phải chịu quả báo đó.